Vâng, hello, xin chào anh chị, cô chú nha. Thì chiều hôm nay em quay lại em xin chào đến anh em quý khách hàng mình cái miếng đất em vừa mới lấy ha, của anh em trong gia đình mới chia lại. Thì em đi mình con Camry em nè. Thì ở đây là khu vực này là ở Sao Mai anh em ha, đường số 1 Sao Mai ha. Nếu mà anh em ở Bến Tre thì biết Sao Mai thì đường ở đây biết rồi ha. Đó, khu này là khu đô thị ha. Đất ở đây thì rất là đắt giá nha. Thì em muốn bán miếng đất ở đây là bề ngang nó là 4,5 m nha anh em ha. 4,5 m, bề ngang 4,5 m ha. Vì tổng diện tích nó là 103 mấy nha anh em ha. Không có vướng cây xanh và điện tụ điện ha. Bắt đầu từ tàu tụ nè. Tụ điện ở đây ha. Qua tới cái cây bên này. Đó, anh em thích hợp về cất nhà ha. Cái đời này mình để từ từ cất cũng được, còn không để đầu tư. Thì cái giá bên em đang muốn bán là 1,750 tỷ nha. Đó, hiện tại thì được mấy bụi chuối với mấy cây đu đủ ha. Đó. Miếng đất thì vuông chức rất là đẹp nha anh em ha. Sát bên đây thì đi ra lộ là đường Đồng Văn Cống mới mình nè. Tạch xuống chút xíu nữa thì có cao kê, xuống xíu nữa thì công an phường 7, xuống nữa thì tây cầu Bến Tre 2. Đấy thì anh em mua đây cất nhà ở là quá ok luôn. Thì cái nhà này em cất rồi không? Đó. Ngày trước người ta phân lô người ta bán, người ta cất nhà trước, bên đây mình chưa cất thì còn lại. Đó thì giá này là 1,750 tỷ thích hợp cho anh em đầu tư ha. Đấy, chỉ mùa dịch mới có giá này cho anh em, chứ trước dịch thì giá như anh mình đang kêu 1,9 tỷ mình mới lấy lại thì mình bán 1,750 tỷ thôi, từ dịch mà. Có lời bán liền. Miếng đất rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào coi được thì ủng hộ em thì cứ mình về alo cho em ha. Số điện thoại 0834333371 nha anh em ha. Cảm ơn em nhiều. Chúc em một buổi chiều vui vẻ nha.